3, 2, 1, nhảy. Vậy khách mời đã tới đích trước rồi. Sẽ được chọn, được chọn một số dụng cụ sinh tồn. Chọn cái nào ta? Được một phần hai phần đó, chia làm hai bên đó. À. Rồi mình lấy cái này đi mời mày ơi. À vậy là lấy bên đây ha. À mình lấy bên này đi, có kiến lặn đi mình đi bắt cá nữa dễ nha. Ok. À. Ổng tới sao? Vậy là cái phần còn lại là cho ổng. Đây. Chào mọi người. Mình đang có mặt ở trên một cái đảo quan nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách sinh tồn ở trên đảo quan này. Và đặc biệt là cái tập này là có đây. Chào mọi người. Đây là khách mời, còn cũng là nhân vật thách thức mình sinh tồn ở trên đảo quan. Tụi mình sẽ sinh tồn ở trên đây. Ai là người trụ lại cuối cùng là sẽ là người chiến thắng và sẽ là giành phần thưởng 2 triệu đồng nha. Hai cái phần vật dụng được sắp xếp sẵn rồi. Ai lên trước thì chọn cái phần trước. Hay ổng lên trước thì ổng chọn cái phần có con dao lớn nè. Mình lên sau. Mình chọn cái phần có con dao nhỏ ha. Thôi bây giờ tụi mình sẽ gấp rút tìm những cái vật dụng để mà có thể sinh tồn ở trên đây nha. Tụi mình sẽ phải tự tìm đồ ăn, tự tìm nước uống, tự làm nơi trú ẩn. Lửa thì có cây đánh lửa nha, và có những dụng cụ hỗ trợ đây nè. Thôi bây giờ tranh thủ đi thôi. Ok vào nha. Ai đi trước bật trước nha. Wow, làm mình cũng dán nha mọi người. Mình sẽ ưu tiên đi nhặt cát trước nha mọi người. Đi lụm được cái gì thì lụm cái đó. Ê, này có miếng dán, lụm luôn. Ở đây. Lụm luôn. Quá trời chai nhựa luôn mọi người ơi. Quá trời chai nhựa luôn. Mình lấy bao nhiêu đây để mình đợi trời mưa thì để mình hứng nước nha. Có bịch ni lông luôn. Trên đảo này bịch ni lông quá trời luôn mọi người ơi. Cái này hứng nước mưa là bao em nha. Được rồi, mình làm cái này luôn. Cái này về để mình để dành mình hứng nước mưa. Rồi bây giờ mình đi tìm cái gì để mình làm cái mái che nha mọi người, để có mưa xuống thì mình có chỗ trú ẩn. Rồi một cái thùng xốp để tối mình đi lặn lặn hải sản mình thả vô đây. Đầy quá trời chai nhựa luôn mọi người. Rồi hiện tại là mình vừa lụm được một cái lồng nha mọi người. Cái này thì nó hơi bị gắt xíu để về mình quá lại rồi mình đi bắt cá bằng cái này luôn. Đây. Trúng ổ rồi mọi người. Quá nhiều miếng bao luôn nè. Lụm lụm. Đây có một cái bao nữa. Lụm luôn. Bây giờ mình sẽ dựng lều luôn nha mọi người. Tranh thủ trời chưa có mưa thì mình dựng lều trước. Sau khi dựng lều xong thì mình sẽ tạo lửa. Tối nay có lửa thì nó không có mũi. Đủ nó mới giữ ấm được nha mọi người. Đây là mấy cái cây nãy giờ mình lụm lên. Mình quyết định là mình dựng lều ở đây luôn. Cái khung rồi nha mọi người. Giờ mình gặp cái này ra mình lập máy luôn. Đợi trời mưa xuống test thử xem sao. Cũng được, cũng được. Đó, cũng chính rồi. Nhà bên đây đang làm cái lều cũng sắp xong rồi. Còn nhà bên kia thì nãy giờ mất tiêu rồi, không thấy đâu hết.
đi kiếm gì ở đâu nãy giờ không thấy. Ở đằng kia có ai đang bơi lại kìa. Giờ thấy quen quen vậy ta, lẽ là ổng. Bơi ra coi thế này, ổng ơi. Chả kiếm đâu được cái mẹ. Bơi vào đây luôn. Bên đây là người ta đang dựng nhà nè. Đó, thấy nhà chưa? Nhanh vậy. Ừ. Ông là mới đi lụm đồ về. Nãy giờ mình lụm với chai về được như đây nè mọi người. Nãy giờ mình bơi hết một vòng đảo rồi đó. Cớp về được đây à. Đi một vòng đảo cớp về được một đống này nè. Ừ. Nãy giờ sau một thời gian hàng mình đi lụm nhặt với chai về thì bây giờ đã rất là nhiều thứ mà để có thể dựng lều được mọi người. Đây qua bên cái cây này trước đi. Rồi xin chào mọi người nha. Mình tên Thành đến từ Sa Đéc. Thì hôm nay mình có thử thách với cái kênh Vũ Trụ Vlog này để tham gia cái cuộc chiến sinh tồn. Thì trong lúc mà bắt đầu á thì mình đã lội vào bờ trước và mình được chọn được những cái dụng cụ để mà cùng sinh tồn. Một cây dao, một kính lặn nè, một đồ đánh lửa thủ công nha, với lại một cây đèn pin với một cây dao lớn nữa. Cây dao lớn mình để bên kia rồi đó. Còn những cái món đồ mà hồi nãy giờ mình nhặt được rồi mọi người, thì ở đây mình tự nhặt những cái món này để mình sinh tồn nha, không có thức ăn nước uống gì hết, mình tự tìm. Thì những cái này thì mình để mình lót thôi, còn những cái này thì dụng cụ này để mình chế biến, mình cắt ra để mình đựng nước hứng nước mưa nha mọi người đó. Rồi với lại một cái lồng nó hơi bị rách nè. Đó, để một lát nữa mình lấy cái dây cái mình đan xen những cái này lại, xong rồi mình bắt những con sò con ốc á, mình đập mình bỏ vô mình quăng đại dưới biển rồi có con nào vô không nha. Rồi, hồi nãy giờ mình lụm về á thì mình có tìm được một ít củi với lại dựng được một cái trại ở đây để tránh mưa nha mọi người. Cái trại thì do mình lụm không có được nhiều tấm bạc mọi người, chắc một lát nữa thì mình sẽ đi chặt thêm những cái nhánh cây á, mình phủ chắn gió phía ngoài này nè để cho mưa nó có tạt, không có tạt vào được nha. Còn bên trên này thì đã che đậy phủ được rồi đó. Giờ mình lót tấm dán này để mình tối nay mình nằm cho nó dễ nha. Ở bên kia thì lụm được khá là nhiều đồ đó mọi người, bên mình lụm còn nhiều đồ hơn đó nha. Đây mình lụm được hai cái lồng chim luôn, có hai cái lồng bắt cá luôn. Cái đồ nghề mà nãy mình bơi lên hơi chậm, mình bơi yếu quá, mà ông kia ông bơi dữ quá thì dữ à. Lợi quý quá nên vậy mình lụm được cái bộ dụng cụ nhỏ hơn, được dao nhỏ hơn, đồ đánh lửa cũng nhỏ hơn, đèn pin cũng nhỏ hơn nữa, cái kiến lặn cũng si cà que hơn nữa. Ok, có xài đó. Đây là gì mình lụm được nè, lụm được tấm dán nè, mấy tấm mốt che nè, bao nè, đây tấm đệm nữa nè, dán có nhiều thứ nha. Và mình quyết định mà mình sẽ làm một cái căn nhà sinh tồn ở trên cây. Mình thích trên cao lắm, mình không thích nằm dưới đất như ông kia đâu. Nó lên cao nha, từ đây nè. Sau khi mà quan sát địa hình, địa chật, địa thế, đây mình quyết định làm ở trên chỗ cái cây này, làm cao cao cho nó mát mẻ, thoải mái. Trời ơi, đây tối bụng thế, đây dưới là ăn luôn nữa. Bây giờ mình cũng bắt đầu mình xây dựng cái chỗ mà trú ẩn của mình nha. Đó. Rồi máy che nữa. Vậy đó. Ok. Ây da. Kiến quá kiến rồi. Ôi kiến quá mọi người ơi. Đúng là đảo kiến vàng thiệt mà. Đây là đúng là đảo kiến vàng luôn á mọi người. Xong rồi. Ây da. Quá chị kiến luôn. Mấy anh kiến nó không có bơi đi đâu hết rồi mọi người ơi. Bỏ cột ra. Nó chạy
trong không lại nước biển mà. Đây. Dạ tối nó cản gió được hết rồi mọi người. Gió thì mình không sợ, mình chỉ sợ là mưa nó tạt vô trực tiếp vô thôi. Vậy là cũng ổn hơn rồi nha mọi người. Chứ để không có mấy cái này được, nó mưa nó lỡ mà có mưa là nó tạt vô dưới đó. Chặt có nhắn gì là đủ luôn rồi. Mình đang làm cái nền trước mọi người, cột cho dính vô cây này cho chắc nha. Xong cái nền mình sẽ làm cái mái tre, cột vô cây dứa luôn. Bây giờ mình sẽ cạo những cái bùn nhùi của cái cây tre này nha mọi người. Thì những cái này nó rất là dễ bắt lửa nha. Đây nè mọi người, thì những cái này nè, còn lát nữa mình chập lửa thì nó rất là dễ dễ cháy. Đây là cái dụng cụ đánh lửa mình giành chiến thắng được nè. Đó. Sắp cháy rồi đó mọi người ơi. Trời ơi, tôi mời sắp cháy rồi đó mọi người, đợi em khoảng xíu nữa nha. Rồi ok, đợi chút xíu nữa. Mình thấy đằng kia dựng xong cái chòi rồi, đang cạo lửa, đang cạo bùi nhùi để đánh lửa luôn nữa kìa mọi người. Quá nhanh, quá nguy hiểm thì chứ. Bên đây mình mới làm được cái sàn, chưa xong cái sàn nữa, chưa che nó trên nữa, thôi mình phải tranh thủ mới được. Không đơn giản đâu nha mọi người. Sau một hồi nghiên cứu, anh dùng con dao để anh cào lửa luôn. Tại vì mình làm cái đó mọi người, làm bằng cái miếng này nè, nó nhỏ quá, nó làm chạy cái tay mình, giờ mình đau quá mình không có làm bằng miếng nhỏ được nữa. Thì mình phát hiện ra cái dao này nó cũng tạo lửa được nha mọi người. Đó, cái dao này dễ tạo lửa hơn nha. Cháy rồi mọi người ơi, cháy rồi mọi người ơi, có lửa rồi, có lửa rồi, có lửa rồi, lửa rồi. Đừng có thổi được, bên này có lửa rồi nha. Bên kia sao rồi, bên kia sao rồi? Ổn ổn mọi người ơi. Khó lắm. Phát hiện rồi mọi người ơi. À, bên đây tạo lửa thành công rồi. Tạo lửa thành công rồi mọi người ơi. Và coi bên kia sao? Ồ, bên đây đang làm cái chòi. Đây, ở bên đây văng dây nhện nhện chứ. Cắn dây, đây mình không có con dao bự đi chặt cây được, không có cây để mà gác ngang á mọi người. Rồi mình phải chân dây nè, xong rồi lát mình lạp lên đó, tạm thời xong được cái khung rồi đó. Giờ lạp bao mũ lên, hơi bị lâu xíu. Bên kia nhanh thiệt. Mình đã đốt một đống lửa. Mình về đóng củi mình xuống này luôn nha mọi người. Về ngay hướng chính diện của cái chòi luôn. Để tối cái đầu gió nó thổi vô cái liều của mình. Ừ, mấy con mũi luôn. Lên nó tạt chứ. Không sao, nước nó gần lên là mình dời lửa đi tiếp rồi mọi người. Bên kia còn đang làm cái nóc chòi kìa. Chưa xong nữa. Mình kia là nhóm lửa đây nha. Mong lắm, từ từ lửa không gấp. Đây nhóm lửa xong rồi tiếp tục sẽ làm cái gì đây? Đó, để mình giải quyết cái phần lửa này xong đi mọi người. Lấy gì ra? Cháy lên nào.
Bây giờ mình sẽ đi kiếm củi to để mình để vô cho nó có than nha mọi người. Đó, mình phải đi bơi một vòng quanh đảo á, khá mất là khá nhiều thời gian để mà lụm này. Ông kia ông đi lụm trước nên ông về trước, ông xây liều trước, mình lụm xong sau. Ở đây mấy bữa đâu mà, ở đây bảo vệ phải xây cái liều kỹ kỹ mới chứ mới được. Che lá cây kia sao chống mưa được, tối mà nay mưa cái là tiêu liền. Bán chơi chiến thuật ung khối cái liệu bên đây. Ta đổi tuổi dùng cho luôn đó. Giá giá mày đổi tuổi nha. À, chiến thuật hay. Bên đây mà chịu không nổi là xin đầu hàng. Khôn quá. Này là chiến thuật rất là hay luôn đó. Chiến thuật đổi định luôn nha mọi người. Này là một là việc mà hai công luôn. Giảm sức chiến đấu của mình, mình đang làm thì sao làm được. Lửa ơi bụng lên. Thôi mình đang bơi trực tiếp vào cái liều bên kia. Gặp đốt mấy cái nhựa đó, có độc nữa chứ. Mọi người hãy chờ xem coi bên kia có chịu nổi 8 khối này không. Đây. Bên đây tăng cường vô mấy cái bao mũ rồi, bên kia chắc bỏ cuộc sớm. Mình sẽ tìm một ít củi để mình dự trù ở đây nha mọi người. Chứ mình đốt chỗ này thì không nữa là củi nó sẽ hết rất là nhanh. Nhưng mà quá bự luôn. Nào là che mưa cũng vô hoài luôn. Bây giờ mình phải chắc là ưu tiên đi tìm nguồn nước trước mọi người, mình cắt nước quá. Thức ăn thì có thể nhịn đói được một hai ngày, với nước thì không thể nhịn thêm được nữa mọi người ơi. Mình sáng mình bơi vô đây mình bị mất nước quá. Bên đây đang chế tạo cái gì nè. Đây nè mọi người, mình sẽ vệ sinh mấy cái chai thủy tinh này nè. Rồi sau đó mình sẽ cho nước biển vào đây để mình đun, mình lấy cái hơi nước đó mình chưng cấp thủy ra mình uống đó mọi người. Chứ hiện tại là bây giờ mình khát nước quá, mà trời dưới có mưa thì không thể nào mà đợi trời mưa hoài được mọi người. Mình phải tự tạo ra nguồn nước để mình uống nha. Cái này giống như làm rượu vậy đó mọi người. Thì nấu cho nó bốc hơi lên xong rồi nó ngưng tụ nó ra nước nha. Để lát nữa mình làm cho mọi người xem. Còn bây giờ thì mình sẽ tháo những cái này đi, mình vệ sinh cái chai trước. Mình mới hứng nước mình nấu được. Bên này đang gia cố cái máy rất là nhiều. Nhiều lớp. Ở dưới có lớp bao mũ nè. Đây có lớp bát bi gì nè. Niệm nha. Trên một lớp bao mũ nữa nè. Trên lớp bao mũ với miếng xốp nữa nè. Không sợ bị giọt đâu. Ba bốn lớp luôn. Để kỹ mà được, mình ở đây một tuần lận mà. Một tháng luôn mà. Chơi bên kia tới bến luôn. Bên kia chịu được bao lâu. Thì đang chân khắc thủy đang tạo nước. Mình đang chế tạo cái đồ chân cấp thủy nha mọi người. Đang lấy cái chai mũ nhét vào cái chai thủy tinh. Mình đốt nước này cho nó sôi lên, cái nó bốc hơi lên đây nè. Đó. Ở dưới này mình phải có một cái lỗ nè, nó động nước nó chảy ra. Nhưng mà điều nó hơi lâu nha mọi người. Nó lẫn nhiễu quá, giọt nè. Mình để ở đây thế này. Này biện pháp tạm thời. Tạm thời trước khi trời mưa nha. Nhưng mà bây giờ đợi trời mưa thì không biết khi nào. Cho nên mình phải tự lực cánh sinh thôi. Để mé mé đây nè mọi người. Kiếm mấy cái đồ mình kê lên mới được. Để vô là nó đã nứt luôn, nó chưa kịp sôi luôn mọi người. Người ta phải có bí quyết. Rồi mình sẽ làm lại nha. Mình còn một chai nữa. Cái chai thủy tinh mới để vô đống lửa nó bể cái đít ra luôn. Mình mới vừa để vô là chưa được một phút nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ để ở đây lại nha. Đó. Mình không có quăng lung tung nha mọi người. Để tránh trường hợp là mọi người đi biển là nó sẽ bị đạp. Mình sẽ gom để trong cái lò như này luôn nè. Đó. Còn một chai nữa nè mọi người. Nhưng mà bây giờ mình chưa dám để vô sẽ nó bể thêm chai nữa là mình cùi luôn á. Để mình tìm cách xử lý rồi tại sao nó bể nha. Mình phải biết được tại sao nó bể thì mình mới thả vô tiếp, chứ mình thả vô nữa thì nó y chang như vậy thôi. Mình đã hoàn thành xong được cái chỗ trú ẩn của mình rồi nè. Trời mà bự dữ. Chắc chắn lắm á.
3-4 lớp luôn á. Ở đây mình nằm thử cho mọi người xem. Em ạ. Hai bên khá là rộng rãi luôn á. Này mái nhà che 3-4 lớp luôn. Vậy mới che mưa được chứ. Mưa nó không giọt là không có chịu qua được buổi tối đâu. Nãy giờ thì mình làm cái này cũng rất là lâu rồi, cũng rất là khát nước và đói bụng luôn. Cái này mình ăn tạm tới dưới đi. Dưới đây nhiều lắm. Người coi trên nóc nhà mình còn trái tại nữa kìa. Để làm kiểng, để làm kiểng không dám ăn nữa. Còn uổng. Thấy quá trời luôn á. Đây, đây nhiều lắm. Này quá quen thuộc rồi. Mời mọi người. Ngọt. Ngọt mà nước nữa. Làm sáng giờ không ăn gì luôn. Quá khỏe luôn. Ngon lắm mọi người. Ngọt lắm. Này phải có cái máy ép à, ép ra nước uống như kinh tố vậy. Để hồi đi vòng vòng đảo có cái máy ép nào không lùm về. Tiếp. Bây giờ mình ăn xong cho đỡ đói, mình sẽ đi lụm củi thật nhiều nha. Ở dưới sàn mình có trữ sẵn một mớ rồi nè, nhưng mà mình phải lụm thêm nữa. Mình cất ở dưới đây để cho trời mưa nó có không làm ướt củi của mình. Ở dưới nè, nó là an toàn, vừa lớp trên vừa lớp này nữa, củi còn an toàn hơn mình nữa. Để xíu mình lụm thêm mấy gốc cây to to nữa về nha. Nhà bên đây chế tạo nước mọi người ơi. Mình tới giai đoạn là chế tạo nước luôn rồi nha mọi người. Mình á, chiến thuật của mình á, là không có tìm nước vội đâu. Mình từng ở trên đảo Quang mình sống được 2-3 ngày mà không có nước mà. Mình tìm cây này kia ăn đỡ trong thời gian đó mình đợi mưa, đang mùa mưa mà, đâu cần phải tốn công đâu. Bây giờ đi lụm củi. Đó, mình để đây mình không khô đó. Gốc củi này là trái nguyên đêm luôn, không hết luôn á. Chính xác. Góc này là mình khỏi cần phải đi thăm chăm lửa thêm nha mọi người. Mình cứ để vậy đi là nó tự động nó không khô rồi mọi người. Ô, chúng ta đang lượm một khúc củi rất bự. Nặng quá chứ không nổi, thả trôi về mọi người. Nói chục cái này sống nó đang đánh chiều này, lát nó trôi về chỗ mình nè. Để coi ảnh tính toán đúng hay không. Nãy mới lượm được cái túi lưới nè. Có để đựng hải sản đâu. Ôi. Cây củi của mình trôi về tới đó dướng lại rồi. Nãy giờ tiết kiệm một khoảng thời gian rất là xa luôn, khỏi phải vét. Nặng quá vét gì nổi. Cái cây này á, tuy là nãy giờ nó ngâm nước nhưng mà nó ướt, nhưng mà nó ướt ngoài mọi người, nó không có thấm vô trong đâu. Mình đốt lửa sẵn rồi mình đút nó vô là nó cháy à. Cây của bự. Còn hai khúc đang trôi lên trên ngoài kia. Ghê vậy. Lên mau. Để ra nha. Đây đang tiến hành giá cái lồng chuẩn bị bắt cá nè. Cái lồng này mình không biết là nó có bắt dính được cá không chứ mọi người, chứ mình giá nãy giờ lâu lắm mà nó chưa có xong. Nó gắt quá giờ lỗ luôn mọi người ơi. Lỗ là lỗ nó bành bành không à. Đó. Đây nó nè, lỗ cá gan bay luôn. Mình giá nãy giờ cái nửa tiếng rồi đó mà chưa có xong nữa mọi người. Ô
Ok. Tiếp theo sẽ làm gì? Thở rồi. Đói bụng rồi. Giờ mình đốt lửa lên nè. Xong rồi bắt ốc. Ốc này nhiều lắm mọi người. Mới lặn con sơ sơ cua ốc nhóc luôn. Bây giờ anh lấy xe tàu nữa. Giờ mình sẽ ra mình lặn biển thử rồi có cái gì không nha mọi người. Với lại mình thử bắt mấy con ốc để mình bỏ vô cái lồng của mình nè. Để mình quăng xuống dưới mình đặt. Rồi bên đây giờ chuẩn bị đi săn bắt. Mình chưa lặn nữa mình thấy hèo quá trời. Thấy hèo không ta? Mặt hèo đó. Cái gì? Cứng vậy. Wow. Đấy, có thật ở trong rồi đó. Có đồ ăn không? Trời ơi, có đồ ăn không? Cho vào đây. Lát nữa mình tính tiếp. Ở cục đá rồi. Đây. Đó. Đã có hàng nướng rồi mọi người ơi. Con hèo luôn nè mọi người. Này ăn sống không biết được không ta. Ăn sống hình như là phải có chăn hay sao á. Nước biển nó mặn quá. Có cần lên gia vị. Nước biển nó mặn quá mọi người ơi. À, đây nữa nè. Đó. Tốt nhất là mình ăn chín tung đừng. Kia đang ăn đồ chổi xuống đây. Đang phá à. Đồ chổi bay cái đồ đựng hèo luôn rồi. Rồi có nào rớt cái đồ đựng hèo ơi. Đồ ăn của anh. Đồ ăn của tôi. Tôi còn không? Còn, 4 con. Thì đủ. Bên đây cũng tiến hành tàu lửa luôn rồi. Bây giờ mình cạo bùi nhùi. Cạo mấy bùi nhùi nhỏ nhỏ ra nè. Để chuẩn bị đánh lửa nha. Mình đập bể mấy con ốc rồi nha mọi người. Rồi sau đó mình vô trong tấm vải như thế nè. Mình túm lại rồi mình thả vô trong cái lồng. Đó. Chiêu nó vào trong này. Bây giờ là mình đem nó mình đi đặt được rồi nha. Rồi, bên đây đã đặt lồng bắt cá thành công. Đặt xong rồi nha mọi người. Còn bên kia đang tạo lửa, không biết tạo ra lửa chưa. Mình bắt đầu đánh lửa nè. Đây mình có cái đầu đánh lửa. Rất là cùi luôn. Ừ cái gì vậy? Nhỏ xíu như đồ chêm bé vậy. Ra lửa được không? Không biết nữa, chưa biết nữa. Cây này, cái này không xà tới đâu. Cái này đồ chơi thôi, để đi kiển thôi chứ không sợ tới đâu. Cây này hơi nhỏ nha, đánh nó chừng gãy cái là tèo luôn á. Được rồi. Nó không có xịn như cây bự thì ngon hơn. Cái này nhỏ quá, gió vậy. Sắp mưa rồi đó. Cũng đánh được chứ bộ. Nhỏ mà có gió. Chết à? Cạo mớ than à. Cạo nhẹ nhẹ cho nó ra than. Rồi tắt à. Không dễ đâu. Không lẽ là thua bên kia mọi người, đánh lửa không được rồi, sao giờ? Bên kia ta có lửa rồi, mình không lẽ là lạnh lẽo tâm đêm. Chuyên gia tạo lửa mà bá này nhầm nhò gì.
chuyên gia luôn, tôi tạo lửa có mấy tiếng đồng hồ này, nãy là đánh mấy phút rồi, chứ được 5 phút không có lửa cháy đó. Vậy mà không cháy gì vậy mà tắt. Tại cái che cái này là không được thổi, nãy không thổi nó mới tắt. Đánh lên là được à. Hên quá, cái đồ đánh lửa si cà que mà đánh được nha. Nhỏ gọn, chạy chắc được vài lần là hết đúng không? Đánh mới có lần đầu mà còn tiếc tị. có lửa rồi. Thì là cái nhà bên đây cũng đã có lửa. Đây nè mọi người, mình mới giờ đi một vòng mình lượm được một cái dừa khô nha. Để bây giờ mình khui ra cái bên trong nó còn nước nó còn uống được hay không nha. Cầm thì thấy nó nặng tay đó mọi người, nhưng mà mình sợ nước biển nó ngấm vô rồi. Lắc nó nghe thì tiếng kêu vô. Đó, nghe có tiếng giống như trái dừa khô bình thường thôi, có nước ở trong á, mà mình chỉ sợ là nước nó thấm nước biển vô thôi. Chắc còn được á mọi người nè. Rồi, nghi quá mọi người ơi, nghi có mùi rồi. Trời ơi, nó ọc sữa ra kìa. Mùi kinh dị lắm. Không uống được rồi. Bây giờ nó bị hơn rồi mọi người ơi. Vậy là cái nguồn hy vọng nước của mình là nó đã đi theo đó luôn rồi đó. Mình giờ chỉ còn đợi trời mưa nữa thôi nha. Mình thấy mây đen bao phủ xung quanh rồi đó, giờ để mưa thôi chứ cái việc mà cắt chân nước của mình cũng không có thành công nữa. Rồi bây giờ mình nhóm lửa lại để mình nướng mấy con hàu nha. Mình đi coi có cái gì lụm nữa không, mình phát hiện đây có một chai nước suối còn được nửa chai nha. Có lý vậy. Được không đó nha? Không, không có mùi hết á. Nước ngọt chắc luôn à. Sao đâu mà trôi dạt vô tới đây dư. Nước ngọt để dành nha. Để dành, có khát nước uống. Ôi, có nè. Tới rồi. Ở đâu có cái dừa nào người ta. Nè, lấy đi. Thôi, không ăn đâu. Lấy nó không cho nữa. Biết mà. Làm gì có chuyện đưa dễ vậy. Thì mới lụm được trái dừa với mấy cái chai. Con mới đồ ăn rồi đó. Giờ đi bắt ốc thôi. Được miếng nước lụm nữa. Dành. Bắt ốc nướng ăn nè. Wow, được con cua. Lấy à. Mới xây sống luôn rồi. Ô, nó bê. Biển đang động. Biển đang động. Hồi trước giờ biển nó không động mình không chịu lặn đâu. Bây biển. Giờ đói quá mới chịu ra lặn. Thì mình nó bị xây sống. Ê, gọi. Trời ơi, trời ơi, đồ ăn của tôi. Vừa mới khoe luôn á. Mình đã bị mắc một con ghẹ nữa rồi mọi người ơi. Mình phải tìm cách xử lý con ghẹ này thôi. Đồng kia nó tiêu rồi. Lần này anh có biện pháp khác là bỏ vô cái chai, tôi sẽ không chạy nữa.
Thôi lên. Bắt được mấy con đủ ăn rồi anh. Wow, đóng luôn với mấy con vậy. Thôi bắt tiếp, giờ đói bụng quá rồi. Rồi lên làm đồ ăn quá không? Lên đồ ăn. Để mình tìm dạng dạng ốc nữa mình mới lên được, giờ mình không có gì để ăn hết. Bên đó đang tìm thêm mấy con ốc nữa. Còn bên đây thì xách một mớ về làm đồ ăn rồi. Mình đang nướng mấy con ốc nè mọi người. Ở đây còn mấy con chưa nướng nè. Mình nướng trước mấy con mình ăn đỡ đói nha. Giờ đói bụng quá, chừng đói bụng rồi. Đó, nó sôi rồi nè, nó sắp chín rồi nè. Mấy con ốc đẹp to lắm. Mọi người coi nè, nó to hơn hai ngón tay của mình luôn á. Nãy giờ bơi lạnh rồi, giờ ngồi vô ấm lửa là nó ấm áp gì đâu á, sảng khoái. Cái ông bên kia ổng bắt được mấy con ghẹ, ổng cũng chuẩn bị nướng luôn kìa. Mưa rồi mọi người ơi, mọi người nghe lập đập không? Bên kia sao rồi? À đống lửa kia đang nằm ngoài trời. Mưa lớn lên đi, tắt lửa đi. Mưa lớn rồi mọi người ơi. Đống lửa mình thì nó có mái che ở trên nè, cũng đỡ đỡ nè. Đây mình có tấm này mình che cho nó không bị tạt nè. Để mình che chắn cho nó kỹ lại xíu nha. Đây, con ốc của mình cũng đã chín rồi nè. Mời mọi người. Mời mọi người ăn ốc. Ở ngoài trời đang mưa mọi người ơi. Tại mưa nó rửa trôi cái tấm bạc này nha mọi người, cho nó làm sạch một tí xíu đi rồi mình hứng nước mưa sau nha. Chưa có vội hứng liền. Ốc này to quá. Con ốc này rất là to luôn mọi người, ăn thịt đã rồi luôn. Hứng nước mọi người ơi. Trời mưa không có lớn lắm nha. Kệ hứng được nhiều nước hứng, nãy giờ mình đợi cho nó rửa trôi bớt bụi bẩm á. À, những giọt nước mưa quý giá mọi người ơi. Cũng đã bớt mưa rồi mọi người ơi. Nãy mưa qua một trận rồi cũng không lớn lắm nha. Đủ uống vài ngụm đỡ khát. Mọi người coi là cái liệu mình không có giọt một hột nào luôn á. Queo luôn mà. Mình làm mấy lớp luôn mà. Nhiều lớp lắm nè. Rồi bên kia có ổng rồi. Ở đống lửa còn cháy luôn. Trời ơi, tưởng tắt rồi chứ. Rồi cái liều. Rồi ơi. Đâu, cái liều đâu, cái mương mà. cái đìa. Giọt tan tành tan nát rồi, tối nay trời mưa, cho ông khỏi ngủ luôn. Tối nay mình cũng ngồi nha mọi người. Rồi, cho ông ngủ ngồi. Hồi nãy mình đem vô mình giấu được cây lửa hay như này nữa nè. Ừ, giấu đi. Bà tụi bà đây còn cháy, hình dữ vậy. Sao, còn cháy mà. Chưa tắt nữa. Tụi bảnh tụi ăn ốc rồi đó, ông đem ông nướng mấy con cua đi. Đang nướng cua này, đang ra quạt cho nó hấp bừng lại nè. Trời ơi. Cua ốc đồ hào quá chừng luôn mà. Trời bạn bè của mình rồi mọi người. Đây. Quá chừng hải sản luôn mà. Đây. Đó. Hào rồi, mấy hào này ngon nè. Mọi người biết ốc này ốc gì không? Mình bắt xong mình không dám ăn. Ơi, ốc nước. Ốc đó ngon á. Ốc này nè. Ngon. Này ốc này ăn được không? Được. Một năm. Đặc sản về biển đó ở đó bạn không được. Để không, mọi người. Không có mà ăn chứ ăn không được. Ốc này ốc Bạch Trăng đúng không? Đó. Ờ đúng rồi. Rồi ốc bánh hú đúng không? Ốc vú. Ốc vú hả? Ốc nón. Rồi nướng đi. Ờ bây giờ mình để mình quạt lửa lại cái mình thưởng thức thôi mọi người. Đói quá. Ủa ổng chín rồi. Chín là cái càng nó rụng dướng mình ăn dướng luôn. Đâu, quất cái rồi. Nó teo lại coi chút xíu à. Ngon không? Thịt ngon không? Ngon. Giờ này là cái gì nó cũng ngọt hết á. Đói quá rồi. Đây mấy con cua ổng nè. Đây con này nó cũng chín đường càng luôn nè. À con này chín chín không khét nè. Ừ đó rút ra. À, lửa cháy lên rồi. Ôi trời mưa vậy mà không tắt lửa luôn, hay gì chứ. Trời độ, trời độ. Mình đang làm cái thùng để mà đựng hải sản. Tối nay bắt được nè mọi người. Mình sẽ lôi nó theo trên mặt biển luôn nha. Cái bản lề nè, đậy nắp lại nè. Tối nay mình sẽ đi lặn bắt được con nhìn bỏ vô đây. Mình vừa ăn uống no say rồi mọi người ơi. Ăn được một số ốc với uống một mớ nước mưa á. Bây giờ không có đói cũng không có khát nữa.
mình mới gia cố thêm cái liệu mình mấy tấm vách nè, đó là chắn được gió luôn đó. Tối nào có gió là chắn gió luôn nữa. Mình đã quan sát chiều giờ cái hướng gió là hướng mấy này nè, mình đã chắn rồi, nếu mà có gió mạnh là chắn nó gió luôn nè. Hơi có khói ha, khói ít gì không sao. À, giờ nằm nghỉ tí xíu mọi người ạ. Có khối gì là không có mũi chắc rồi đó. Dưới mình có cây củi khổng lồ luôn đó kìa. Củi mình ở dưới nít sàn còn nhiều lắm. Trời, mình dự trữ hết rồi. Mình tuy chậm nhưng mà chắc mọi người ơi. Bên ông kia ông làm nhanh quá. Nhưng mà thấy hơi bị tèo phèo tí xíu rồi đó. Không biết tối này ông chống chịu nổi không nha. Chứ mình là mình vô địch rồi đó. Thôi bây giờ mình nằm nghỉ tí xíu à. Rồi tí xíu nữa tới tối mình lặn mình bắt thêm một mớ hải sản nha. Để dành tối nay có đói ăn rồi sáng ăn nữa. Ông bên kia mình thấy ông nằm rồi kìa mọi người. Ông cũng nằm nghỉ với mình vậy đó. Ai cũng đuối hết trơn rồi. Trời tối rồi mọi người ơi. Giờ mình ôm cái thùng nè. Ổng ôm cái thùng. Hai thằng mình đi xuống biển bắt cá, bắt ốc, bắt cua vậy đó nha. Lên có đồ ăn. Mới lên à. À đây hải sản mình bắt được mớ. Ông kia đâu ta? Đâu rồi, đi đâu rồi?
bắt được cái lon bia. Lon bia nữa. Lụm dưới biển nè. Lấy lụm dưới chai luôn, sẵn lên để nấu ốc để đồ cũng được. Đảo này kiếm không có lon bia. Bắt được con cá. Cá bự chản à. Ồ, con cá là giống con cá bữa nè. À, ốc này con gì? Con gì thấy ngộ ngộ rồi. Con gì có mấy lỗ nè? 1 2 4 5 6 7 8 9. Sò mai, thì quái. Cua. Nãy mình cua kia nhỏ nhỏ không bắt, thấy con này bự quá bắt nè. Thì là tối nay cũng có đồ ăn rồi ha. À, con này là con bầu ngư nha. Đâu lật lên đây. Đây là bầu ngư. Thường thấy con nhỏ xíu ăn con này bự. Thì nay nó bự. Wow. Đó. À, ừ, đúng rồi. Mà con bầu ngư này nó hơi bị đen nha. Không, trắng, con này trắng à. Thì nó hơi bị dính đất à. To rồi con này, mình ăn con này là mình dinh dưỡng, mình đảo được 3 bữa luôn á. Trắng kia chắc rồi đó, con này dinh dưỡng dữ lắm. Rồi, lên nướng luôn nè mọi người. Mày còn bên kia nãy bắt được cái gì? Nhà bên đây đốt lửa lớn quá mọi người. Đốt lửa gì kinh khủng vậy chứ. Này đốt nhà với đốt gì? Lửa này nó muốn đốt trời luôn mọi đốt người. Đốt gì ham củi. Mình đốt lửa liêu ghiêu à, để cho tiết kiệm củi. Hẹn qua đây sửa ấm ké. Này mình lấy cái góc bự lắm mọi người ơi. Đốt thoải mái. Lặn lạnh rồi lên đây sửa ấm. Này mà có cơn gió nhẹ nó tạt vô đây cái là cháy nhà thiệt á. Có mấy cái là lá nó cháy trời. Bay qua đống lửa một cái là khô liền. Ấm quá. Ờ sửa ấm tí xíu về bảo nướng đồ ăn thôi. Nhà bên đây hết đồ ăn rồi. Hồi nãy ông đi lặn lên đâu có con nào đâu. Tại chưa quen. Bị say sóng mọi người. Ông bị say sóng, ông đi lặn mà ông bị say sóng. Mình cố cái nó giỡn. Mà chiều là mình lặn nó bị giỡn một lần rồi. Tối nay trọng nhịn đói. Hồi nãy mình vừa xuống là mình bị lại liền luôn. Vậy là giờ đốt lửa hửi khói cho no phải không? Qua tối nay trọng ngủ tối luôn. Đói ngủ luôn, nằm ngủ luôn. À nóng quá. Đây, buổi tối của mình nè mọi người ơi. Hồi chiều hồi nãy mình bắt được có con bầu ngư, có mấy ngóc rồi kia nữa mà mình để dành ngày mai ăn. Tại hồi chiều mình có ăn mấy ngóc rồi đó. Bây giờ mình ăn ít thôi. Để dành ngày mai ăn mấy con cua rồi chơi, giải trí rồi chơi. Đây cái này ghẹ gì mà càng bự chà bá nữa. Mời mọi người nha. Cái đầu đập vô được cắn không nổi rồi. Thang đập luôn. Thịt nhiều không đây? Càng bự phải thịt nhiều mới được chứ. Thịt nhiều đây thịt mọi người. Mời mọi người nha. Thịt cua ngọt quá. Ngọt quá Thành ơi. Mai mình buổi sáng mình lặn mình bắt lại nha mọi người. Quá. Ăn cái cà cua vậy quá, ăn sò đi. Do buổi tối mình bị lỡ kỹ thuật xíu, mình lặn xuống mình bị say sóng hồi chiều còn mọi người. Hồi chiều mình lặn một xíu mình lên bị say sóng. Cái lúc sau buổi tối mình xuống mình lặn lại. Mình vừa xuống có chút xíu sau là mình chịu không nổi nữa. Xài sóng hả? Do hồi chiều này mưa lớn á, có gió nên sóng nó đập dữ quá. Mình thì không có quen sóng. Sò chà bá mà ăn có cái còi này thôi à. Phần ngon nhất nó ăn được rồi. Ngọt, dài, thơm, được chan nhai khuôn mặt vậy đó. À đúng rồi. Có con cái này nữa. Này cái đèn pin mình. Rồi, đai luôn rồi. Nè, mọi người thấy hơi nước vô. Nãy mình đang lặn mình thấy nó nghi rồi mình bò lên cái nó tắt luôn thư rồi. Rồi mai sao đi lặn rồi. Mai mình hết đi lặn đêm được rồi, mai chỉ bắt ốc được ban ngày à. Lúc trước mình cũng mua cái bự vậy rồi, chạy cũng ba ba này vô nước rồi, giờ tới cái nhỏ nữa, mốt không mua loại này nữa. Ăn ngon rồi, giờ mình đi ngủ rồi mọi người. Đây là chỗ ngủ của mình nha, có mái chè chống mưa rồi. Đằng sau có cái vách mà mình tháo yêu rồi cho có thông thoáng rồi. Đây đống củi.
đống củi lửa. À, mình để cho nó có mấy cây củi chắc lắm nè, mình để cho nó có hang vậy đó, cháy tới sáng luôn. Đây, giờ mình nằm đây. Bảo đảm không có con muỗi nào đâu. Nó bay ra đã ngập chết. Mình nằm đây mình còn ngập đi, chỉ với muỗi. Có gì mở cửa sổ lên mọi người. Đây có cửa sổ nè, chiều gió mình che nè. Khỏe quá, sung sướng quá. Rồi ok mọi người, tối nay là mình ngủ đây nha. Kế bên mình thì có đống lửa nó phà khói vô, nó ủ mũi giùm cho mình luôn. Đó, thì bây giờ mình còn được nửa chai nước nha mọi người. Nước là chiều mưa mình hứng được nhiêu em nè, để dành mình uống. Ngày mai nếu mà mưa nữa thì mình sẽ hứng tiếp, mình để vô đây. Đó, hồi nãy là do lỗi kỹ thuật xíu, để ngày mai mình cố gắng mình lặn buổi sáng mình bắt cho mọi người xem nha. Rồi giờ thì đó, review cái chỗ ngủ cho mọi người xem nè. Cái chỗ này của mình đó, nếu mà tối nay không có mưa ngủ thoải mái luôn mọi người. Còn mưa chắc tối nay mình ngồi đứng lại vậy nè. Đó, tối nay mà mưa là mình phải ngồi vậy nè. Sập giường. Rồi. Rồi bên đây chắc ngủ ngon rồi, có mái che ngon rồi. Im ơi. Đây không sợ mưa, không sợ gió, không sợ gì hết á. Không sợ đói luôn á, có nước luôn nữa chứ. Quá khỏe rồi. Rồi ngủ đi. Được cả tháng nữa nè. Ngủ đi. Mình ở được 31 ngày nữa luôn nha mọi người. Dữ vậy. Tháng 31 luôn. Tối nay mà ở 31 ngày. Lỗ rồi. Lỗ. Mình phải ở hơn 30 ngày mới được. Tối nay nếu mà có mưa mình sẽ ra đây quay cảnh ngoài này cho mọi người coi. Hết mưa rồi, chiều mưa hết nước rồi. Rồi. Chúc sáng mai mưa tiếp. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Trời đã, mặt trời đã lên rồi mọi người ơi. Tụi mình đã dậy rồi nè. Hồi sáng này gần sáng á, trời nó có mưa nha, bởi vì ngủ lạnh lắm. Hồi đầu hôm ngủ rất là nực luôn, mà tới gần sáng lạnh quá chừng lạnh. Đây cái đống lửa của mình thì nó còn xịt khói nè. Đó, nó còn được cục than dính, là lát mình để củi vô mình thổi lửa lên đó nha. Mưa thì không có lớn lắm, có hứng được miếng nước rồi mọi người ơi. Đây là cái kiến lặn mình này, nó có nước luôn nè. Đó. Hơi bị bụi tí nha, không sao, uống luôn. Hắt nước à. Sáng làm miếng nước ngon rồi. Ngon quá mọi người ơi, nước mưa quá ngon luôn. Dưới đây cái chai này mình để đây hứng cái giọt nước ở trên nó chịu xuống á. Được một ít nước đây nữa nè. Cái đống lửa của mình á thì đây trên đây có mái che nè. Đây cái cây này nó còn khô queo nè, nó còn cháy nè. Còn cái cây bên đây thì mưa nó tạt nó ướt. Ướt ngoài đây rồi, cái cây ngoài đây nó tắt rồi. Thôi hình như cũng còn cháy luôn nữa kìa. Dữ thì chứ, mấy cây củi này cháy lâu hay chứ. Mọi người coi ông kia kìa. Ông đang ngồi cạo bùi nhùi đó mọi người. Đống lửa ổng tắt queo rồi. Tại trời mưa mà, đống lửa ổng nằm ngoài trời luôn. Để mình lại mình phỏng vấn ổng coi ổng làm sao nha. Làm gì không anh? Hồi lửa lại. Đống lửa đâu rồi? Tắt hết rồi. Mưa quá tắt rồi gì? Đây, để mình chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay mình thức dậy thì cái đống lửa mình nó tắt queo rồi mọi người ơi. Tối mưa cũng ở ít đó mọi người. Ừ, mưa ít rồi. Đống lửa để ngoài trời vậy sao chịu nổi. Để nguyên đêm cái nó ngấm luôn rồi mọi người. Đó, quá dữ, đánh lửa còn nhanh hơn mình nhiều nữa. Mình đánh cả 5 phút mới cháy, ông này ông đánh 30 giây. Quá lợi hại. Quan trọng là giữ lửa được cột lửa này không có đã. Sáng giờ có đánh răng chưa? Chưa luôn. Thúi quá, thổi vô tắt phải rồi. Giờ đây ngậm nước biển là sạch răng rồi, không phải đánh gì hết. Có một cách này nhanh lắm nè. Cách gì đây? Chịu thua. Thổi đốt nữa. Đợi đi, đợi tới ngày 31 tháng sau nha mọi người.
để mình đốt lửa xong đi mình đi ra thăm cái lợp cá của mình, với lại mình đi lặn biển mình bắt đồ ăn lên nha. Cũng chưa có lửa nữa mọi người ơi. Ơi, cho cây củi nè. Cho cây củi nè, lấy đi. Mình sắp có lửa rồi nha mọi người. 2 phút nữa là mình có lửa rồi. Đây mọi người xem mình đánh lửa nha. À, rước rồi rồi. Nãy giờ mình ngồi mình chà. Nãy giờ mình ngồi mình chà cho cái mặt này nè, nó rớt ra nè mọi người. Đó, nó mòn hết là nó sẽ rớt ra. Vậy là mình đã có cái nồi để mình nấu ốc ăn rồi. Còn bên kia bạn thấy xịt khói rồi kìa. Ôi cháy luôn kìa. Rồi coi coi cháy không. À, tắt nữa. Wow, ôi bài nghi ngút. Khóc rồi, khóc. Khóc rồi. Sao con khóc? Không có lửa. Chạy tắt quá. Chuẩn bị tắt thiệt rồi kìa. Ủa, lửa đâu hết rồi? Rồi, cái này khóc thiệt luôn á. Ủa, có thấy lửa đây mà. Thôi mình bào lại mọi người. Mấy cái cây dễ cháy. Thôi kệ ổng đi. Mình lên đây mình nướng đồ ăn mình ăn cái. Đợi ổng cháy lâu quá. Bây giờ mình sẽ luộc ốc trong cái lon này đây. Ở cái con màu ngư này bỏ vô không lọt cái lon luôn á. Rồi coi nè, nó bự hơn cái lon luôn nè. Cái này để dành lát mình ăn sau đi. Bự quá bự rồi. Chế vô một tí nước mưa. Lửa lên. Ok. Ông kia vẫn đang miệt mài. Ở trong cái chòi này cũng mát lắm chứ bộ mọi người. Nè. Mát rồi, rồi, rồi luôn á. Hộp túp liều chanh nè. Che nắng được luôn, che sương được luôn. Có điều không có che mưa được thôi. Không còn ngoài kia mọi người. Không còn đang miệt mài chảo bùi nhùi. Ơi đổi chỗ không anh? Đổi không? Giờ nằm trong này thấy sướng quá rồi sao giờ? Đổi đi, ông lên kia đi. Có lửa sẵn rồi. Giờ nằm đây đã quá, thôi đổi đi. Đây, mấy con ốc của mình nó cũng đã chín rồi nè. Giờ mình đem lên luôn. Bên ông kia mình thấy ông đốt lửa cháy rồi kìa mọi người. Đó, thấy lên lửa rồi nha. Quá kỳ công luôn. Mời mọi người nha. Ốc luộc ăn nó lạc hơn ốc nướng nè. Ốc nướng ăn thịt nó ngọt ngon hơn á. Nãy mình còn con màu ngư với con ốc trinh nữ á, mình còn chừa lại mọi người. Nó to quá không vừa lọt cái lon này. Mình để dành đi. Món ngon mình để dành đi. Mình phải dự trữ thức ăn chứ. Để lỡ mình không săn bắt được thì làm sao? Do cái đèn pin mình nè. À. Đèn pin mình hư rồi. Là tối nay mình không có đi lặn được rồi. Tối nay mình không có bắt được rồi. Tí xíu nữa mình sẽ ra biển mình bắt ốc buổi sáng nha. Thấy đèn pin hư là thấy thua thiệt cho ổng một phần đó. Thôi bây giờ mình ăn mấy ốc này mọi người. Nước uống thì mình có. Đó, nước uống ở trong cái kiến lặn mình còn động lại miếng nước này. Với chai nước này còn được miếng nữa nè. Sáng này mình hứng nước mưa á. Mình luộc chín mấy ốc rồi nha mọi người.
giờ mình ăn đỡ mấy con ốc này xong rồi mình đi lặn thôi. Ốc mini. Ờ mini mà cũng được nha mọi người. Để mình lấy cái đồ mình lặn ốc mới được. Đông quá, đông quá. Đây con này thấy thịt đây nè. À. Bỏ đít đi nha mọi người. Ăn cái đít luôn, cạp đít luôn. Ô, ngon. Nó giống như ốc gạo vậy đó. Được được. Mời mọi người nha. Ô, ốc này ăn ngon lắm mọi người. Nó ngọt. Rồi, con này nó rút thịt vô trong nữa nè. Để mình ăn xong rồi này mình đi đi lặn cho mọi người xem. Chứ ốc này cũng không có đủ ăn đâu. Mình phải bắt mấy con sò, con cá đồ này kia. Công nhận sống dai thiệt chứ. Qua nay ăn mấy ốc mà dữ ha. Thấy ông ăn ít hơn tôi á. Không, cũng cầm hơi được mọi người. Nhưng mà bây giờ từ đây tới chiều là mình phải đi bắt nữa mình mới đủ sống nha. Chứ từ đây tới chiều mình bắt không còn gì để ăn nữa là mình chắc mình đầu hàng quá. Đó. Mình không thể nào ăn mấy ốc này mà sống hoài được. Chỉ cầm hơi cho mình đỡ đói thôi. Bây giờ mình với ông kia xuống biển, chuẩn bị đi lặn bắt hải sản nữa mọi người ơi. Còn miếng nước trong cái kiến này uống luôn à. Đợi lát nữa trời có mưa mình hứng nước mưa tiếp nha. Ô dở bẫy lên coi. Rồi, cá bự, cá bự. Oh yeah, dính được con cá màu trắng. Cục bót, cá bót. Dính được cá đó rồi mọi người. Rồi. Cái bẫy mình thấy nó vô tác dụng quá. Mình để đại đó đi. Đây cái bẫy của ông nè, chưa dính còn gì hết. Có một dây dưới á. Nữa. À. Bây giờ mình sẽ đi lặn luôn nha. Mình mới đi lặn bắt ốc về nè mọi người ơi. Gió quá chừng gió luôn rồi. Âm u rồi, sắp mưa tới nè. Bởi vậy về che chắn lại cái lều nha. Ổng thì ổng về cái ống lửa vô trong cái chòi luôn rồi. Ổng sợ để ngoài mưa ướt á. Đó, mới lặn lên lặn đó mọi người ơi. Giờ về đóng lửa vô đây để lát nữa mà kia mưa lặn nó tắt luôn á. Cho nên mình đem vô đây luôn. Đây là thành quả của hàng mình lặn nãy giờ. Đây là cái thùng ốc của ổng, đây coi. Đây. Thùng ốc của ổng được mấy ốc với cua nhỏ. Rồi đây thùng ốc của mình. Cũng được mấy ốc.
Nhà bên đây bắt đầu nấu đồ ăn ăn tối nè mọi người. Giờ mình luộc mấy con ốc thì chiều mình lặn bắt nha mọi người. Do cái lon này nó nhỏ, mỗi lần mình luộc được có khoảng 3-4 con hả. Thì mình luộc hết cái đợt này, chứ mình ăn cái mình luộc cái đợt khác. Đây, giờ mình dời đống lửa trong này rồi cho nên mưa nó không có tắt được nha. Nhưng mà bên ngoài kia thì biển đang động á mọi người, cho nên tối nay mình cũng không có săn bắt gì được hết. Mình chỉ ăn có thể ăn những cái món mình bắt vào chiều thôi. Bữa nay chắc mình ăn xong mình đi ngủ sớm luôn mọi người. Do ngoài kia mưa bão rồi không có làm gì được hết á. Để ở trong lều thôi. Rồi ngủ đâu? Đó thì mình ngủ cái đống lửa này luôn. Đó. Lát nữa mình lấy mấy cái tấm này nè, hồi chiều mình gia cố rồi mình để đây mình lót đây mình ngủ lại được nha. Giờ tranh thủ luộc cái nóc nha, còn cho nó chín đừng còn nóng được mình ăn mọi người. Tại mình luộc nhiều lần lắm. Thôi luộc đi. Tôi cũng về bển tôi luộc mấy con ốc của tôi đây. Mình cũng về bển mình nấu đồ ăn đi mọi người ơi. Đây là số hải sản của mình bắt hồi chiều, nhiều quá. Với đây còn con bào ngư với con ốc ốc heo nè. Bây giờ mình không biết ăn cái gì nè, mình ăn phân nửa thôi. Còn phân nửa để dành ngày mai nha, dự trữ lương thực nha. Tại cái đèn pin của mình hư rồi, tối nay mình cũng không có đi lặn được nữa. Biển động quá mọi người. Trời mưa lâm râm suốt rồi. Chiều giờ mình lên cái chòi mình nằm ngủ đã đời luôn. Bây giờ cũng hơi đói đói rồi đó. Giờ thì mình bắt dạng ốc mình ăn thôi. Luộc dạng ốc gai này ăn coi. Ốc này bự bự không à. Với được con bào ngư luôn. Đây giờ mình lên mình thổi lửa nè mọi người. Ốc của mình đã chín rồi nè. Đây là con bào ngư trong đây nè mọi người. Nóng. Luộc trước mớ nha, đây còn mớ nữa mình để dành ngày mai ăn. Bắt bên đây đồ ăn nhiều quá ta. Bên này ăn đồ đây, bếp không mọi người. Còn đồ ấy ăn đồ bự bự mà chứ không ăn ốc nhỏ, đồ bự bự mà. Trong đó còn nhiều không? Nhiều, nhiều hơn gấp đôi này nữa. Mình lặn mình không thấy mấy con này luôn mọi người. Con ốc gai gai này mình không thấy luôn á. Giờ như cục đá vậy ha. Mình không biết luôn. Đây nhìn đó, nhìn vậy là mọi người đâu biết được nó là cái gì đâu. Cái đó. Mặt ngoài của nó nè. Mình bắt lên mới biết là đây còn ngốc. Đó mình do mình chưa có kinh nghiệm đi biển nha mọi người, cho nên mình bắt không được mấy con này, mình không thấy được nó để mình bắt. Đây là con bào ngư. Một bào ngư bự quá kìa. Trước tiên mình ăn thử bào ngư đi. Quá. Bự quá rồi phải cắt nhỏ nhỏ. Wow, con này ăn no luôn. Giờ hấp dẫn chứ. Bự quá. Bên dưới nó có cái gì vậy ta? Nó có ruột rồi này kia nó đó. Có cái giống như cái vỏ đó hả? Mình, cái này là cái vỏ nè. Ừ. Nó có cái vỏ cứng mà. Ủa bà ngươi có vỏ cứng nữa hả? Có chứ. Chứ đâu phải là cục mềm. Tưởng nguyên một khối mềm thôi chứ. Không. À. Wow. Bự quá. Mời mọi người nha. Ăn thử thịt con này nó ngon hay không. Này mấy con nhỏ nhỏ mình ăn hoài gì, mình bắt ăn hoài gì. Nay mình ăn con bự nè. Nó mềm. Nóng quá, ăn luôn. Con bự giờ có mỡ. Ngon, thịt nó ngon. Đây mình ăn thử ốc gai. Ốc này cái vỏ nó bự ghê, bự luôn. Lên. Này mình ăn cái mặt thôi. Bột cái dưới vậy. Cái dưới. Ăn vậy biết là chết. Không lâu lắm. Phải hoài hoài luôn. Còn đống dưới nữa kìa. Ngon nè. Dai. Dai mà nó giòn, ăn sực sực luôn á. Ngọt thịt nữa. Còn này con này ăn thấy ngon à. Đó. Ốc này cái đít ăn được không ta? À, bỏ đít đi. Cái mặt thôi. Ăn con này hồi kia biết con kia coi ăn sao. Con nào?
con nằm dưới nè. Ừ đúng rồi. Mày ăn hoài. Có cách nào ăn mà không đập gió được không? Nào ăn mà không đập gió hả? Ừ, con này nè. Này đột lên phải đập gió rồi chứ sao ăn không đập gió giờ. Bởi vì mới gọi là thử thách nè. Đây cho hai ông thưởng thức bào ngư ngon như thế nào. Rồi, đồ ăn dư mà cho đối thủ luôn. Ừ, quá dữ. Mình thấy ống luộc là mình chạy qua đây mình ngồi mình canh con bào ngư nè mọi người. Thì nên là có ý đồ ha. Để mình ăn thử con bào ngư của nó ra sao. Yeah, béo dữ. Dính dữ vậy, dính con ruột dữ. Đây. Wow. Mình lần đầu tiên mình ăn thử con bào ngư nha. Mời mọi người nha. Dai, ngon. Nó ngọt thịt lắm mọi người. Đây. Một camera. Ủa thử đây. Ừ, phải cho ăn chứ có sức đi quay. Ôi. Giờ quá hấp dẫn mọi người. Quá hấp dẫn. Này, muốn là bồng ngư mất tiền. À, đây là cái chỗ ngủ của ổng nè mọi người. Ông đốt đống lửa kế bên luôn, nằm kế bên đống lửa, đấm dữ ha. Đây là bao mũi luôn á, chống mũi luôn nha mọi người. Nằm dữ lửa luôn. Lửa mình tối nay nó không có tắt được nữa đâu. Mưa lớn rồi tắt không? Không, mưa lớn không tắt luôn. Vậy hả? Hay vậy. Đây có vách này che hết rồi. Để coi tối nay mưa lớn tôi ra tôi quay không coi làm sao nha. Rồi chống chịu nổi không nha. Coi nhà. Nhà rách lỗ bụi chán nè. Nằm sống chung với nước nè, đây vũng nước nè. Cái vùng vũng nước. Nước mưa không đó. Không ngày tụi mình không có sợ thiếu nước đâu mọi người ơi. Mưa hoài, mưa lâm ngâm hoài, để cái đồ hứng nước ra cái đậu xíu mà có nước uống à. Rồi ngủ đi. Rồi mình ăn tối xong rồi mình ngủ luôn nha mọi người ơi. Rồi, bye bye mọi người nha. Để coi ông chống chịu được bao lâu nữa. Mình lên cái ổ của mình nè mọi người. Trời, hiện tại đang mưa á mọi người. Đang mưa lâm râm, lát cát nhỏ à. Mưa nhỏ thì mình khỏi che cái máy lại ha, mình nằm liền luôn cho nó mát. Hiện tại cũng nóng lắm. Mưa nhưng mà nóng lắm. Đống lửa thì mình cho nó cháy nhỏ nhỏ vậy thôi. Chỗ ngủ của ổng ở dưới kìa mọi người. Thấy ông ngồi chờ queo. Ngồi le lói dưới đống lửa. Chỗ ngủ của ổng, ổng thấp dữ lắm. Còn chỗ của mình trên đây. Thấy sinh tồn gì cũng tội quá. Mà thôi. Rồi không nằm rồi kìa. Rồi tối nay không ngủ được hay không nè. Nằm chỗ đống lửa chắc cũng nóng lắm. Rồi mình đi ngủ đây. Hôm nay là cái đêm thứ hai tụi mình sinh tồn ở trên đây rồi. Hiện tại thì sức khỏe mình vẫn còn tốt mọi người. Ăn uống thì có ốc bắt ốc bắt đầu kia, nước uống thì cũng có rồi. Giờ thì mái che chỗ ngủ của mình cũng ngon lành rồi. Nói chung là giờ mình chỉ dưỡng sức tèn tèn vượt qua thử thách này, coi ổng chống chịu được bao lâu nữa nha. Mình thấy chỗ ngủ của ổng tạm bợ quá, đồ ăn nước uống rồi. Đồ ăn thế ổng cũng bắt ít hơn mình đó mọi người. Ổng bắt được mấy ốc nhỏ nhỏ ít ít không à. Mình thì đồ ăn nhiều dư dả. Chỗ ngủ mình thì ngon lành ấm áp hơn nữa. Công nhận sức khỏe ổng cũng tốt. Để coi ổng chịu được bao lâu. Giờ con nào sức dai hơn là thắng nè. Rồi bây giờ mình đi ngủ nha. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye mọi người. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Lại một ngày mới nó trôi qua. Không biết tình hình của hai người này thế nào rồi. Em ơi. Ngủ hả? Chờ cả mọi người. Cảm thấy thế nào rồi? Đau lưng quá. Nằm đây đau lưng quá mọi người ơi. Tối anh bắt được con bò cạp nữa.
có con bò vô tới đây, nó bò vô tới đây nó thôi là mình phát hiện mình bắt được con bò cạp nha mọi người. Tắm đây con lửa mình tắm lửa tắt luôn rồi, lửa mình nó tắt luôn rồi mọi người ơi. Đó. Đây là 2 ngày 2 đêm mình ở đây rồi. Bây giờ thức ăn thì mình còn có phần nửa số ốc mặt trăng ngày hôm qua mình bắt được đó, với con vẹ nhỏ thôi. Còn giờ nước ngập ở ngoài này nó lên nó tới trên này luôn rồi, mọi người, nó xâm chiếm chỗ ngủ của mình luôn. Củi thì cũng hết luôn rồi mọi người, còn có góc này nữa hả, là hết củi luôn rồi đó, nước ngập ướt củi hết rồi. Đồ ăn thì còn ít. Tôm kia sao rồi? À, đi qua con này ơi. Trời ơi, dậy đi. Nhà cửa thì đâu kín mít hết trơn vậy. Đâu rồi, đâu rồi. Alo, alo. Có khách tới. Mở cửa đi. Trời ơi. Rồi. Sao rồi? Ăn non ngủ kỹ gì vậy? Quá đã, quá phê. Trời ơi, tình hình bên đây sao? Ngủ rất là ngon luôn, ăn thêm thoải mái, sướng. Ngủ một giấc tới sáng luôn chứ. Cái bộ bên đây còn sung sức chứ. Nước lên chứ hả? Ừ. Ngập ông kia chưa? Thôi nước ngập lên luôn rồi. Ghê vậy? Tắt lửa chắc rồi gì? Đây còn củi quá nhiều luôn. À còn than nha. À lửa mình còn. Lửa ông kia tắt rồi vậy? Còn miếng nước nè. Nước còn miếng nước nè. Có hứng được miếng nước mưa nè. Còn trái dừa chưa ăn nữa. Đây đồ ăn còn nhiều quá ta. Còn ốc mới kìa, qua dở thùng ốc lên, còn ốc rồi bên kia, còn bên kia chắc hết đồ ăn rồi vậy. Trời ơi, hôm nay còn bao la luôn. Đây chắc có thể sống thêm vài chục bữa nữa ở đây. Ông ở được mấy bữa nữa? Tôi là thấy là tôi ở đây được 1 tháng luôn á. Ngủ gì sướng quá. Vàng nó xuống nó tấn công mình rồi mọi người ơi. Vàng nó trên cái cây này nó bò xuống chỗ mình quá trời luôn chắc này mà. Không biết đảo này đảo gì không? Đảo kiến vàng nữa. Đúng rồi, đảo kiến vàng, phải có kiến vàng chứ. Tấn công chỗ ngủ của mình luôn mọi người ơi. Giờ mình đi kiếm củi nha mọi người. Mấy cái củi của mình để gần cái liệu là tối qua nước ngập lên nó ướt hết trơn rồi. Giờ mình đi kiếm củi về để mình mồi lửa lại nha. Mình hết củi dự trữ rồi mọi người ơi. Củi nó bị ẩm á, cho nên cái này đánh ra lửa rất là nhiều mọi người. Nhưng mà bây giờ nó không có cháy được, nó không có bén vô lửa được. Bén vô mấy cây củi rồi nè. Nó ướt hết trơn rồi. Có ha. Giờ đồ ăn của mình thì còn có ít rồi mọi người. Nhưng mà đi bắt thêm này vẫn được. Nhưng mà ở đây giờ mình mệt quá mọi người ơi. Nằm ở đây 2 ngày rồi. Bây giờ lửa nó không cháy nữa, củi cũng hết luôn. Mình mấy cái củi này bây giờ nó ẩm luôn. Ông trên kia thì ổng khỏe quá trời mọi người. Cũng có đồ ăn dự trữ rất là nhiều. Liều thì liều to. Có chỗ nằm ổn định hơn mình. Mình nằm dưới thấp này mấy con côn trùng, bò cạp, đồ kiến mà nó xuống đây nó tấn công mình luôn mọi người. Hồi bữa không có, bữa nay xuống kiến vàng với bò cạp nó ra nó tấn công mình luôn rồi nè. Đây nè. Còn có kiến vàng đang đuôi nè. Đây đó nè, kiến vàng bây giờ nó ra nó tấn công mình luôn rồi. Cho nên chắc mình đầu hàng luôn cho ông bên kia ông thắng đi mọi người. Thằng thử 2 triệu rất là ngon nha, nhưng mà không có dễ lấy đâu mọi người.
mình phải đi sinh tồn có kinh nghiệm thì mình mới giành cái giải này được, mình chưa có kinh nghiệm nhiều. Thôi thử thêm ngày nó coi sao. Hết nổi mọi người ơi, gán hết nổi rồi mọi người ơi. Nói chung là ở đây 2 ngày là cũng quá dữ rồi. Mình ở đây tới giờ này nữa cũng được khoảng 48 tiếng rồi đó. Từ cái bữa mình ra đây là buổi sáng cũng cỡ giờ này nè. Thì ở được 2 ngày 2 đêm là chắc được 48 tiếng rồi đó mọi người. Cho nên mình quyết định mình đầu hàng. Ông kia VIP đó mọi người ơi. Thôi em suy nghĩ lại thêm đi. Để lên hỏi ổng đi. Em suy nghĩ lại nhưng mà lửa nó không cháy nữa. Ê, đây sao rồi? Dưỡng sức thôi, coi đối thủ mình tới đâu. Kia đang mệt mỏi rồi. Đầu hàng chưa? Đang có ý định đầu hàng đó. Ý định đầu hàng đó thôi, mình phải kéo dài thêm vài bữa, phải bào mòn sức khỏe của đối thủ rồi la lên, nữa la lệch, nữa la lết luôn mới được. À, đào tài quá. Cho cục lửa nè, lấy không? Giờ tăng giới thưởng lên 4 triệu à. Sao? Chưa tiếp không? Mình đầu hàng mọi người ơi. Tăng giới thưởng lên 4 triệu. Sức giới hạn là hết giới hạn được rồi mọi người ơi. Do giải thưởng có bao nhiêu đi nữa mình không có trụ nổi nữa rồi. Rồi. Nhưng mà cái liệu như vậy không thể nào ở lâu được. Nó ảnh hưởng sức khỏe nhiều lắm. Với lại bữa tôi lên là tôi gom bao tôi lấy hết rồi. Giờ ổng có đi kiếm đồ gia cố liệu thì cũng đâu có đâu gia cố. Tôi gom hết rồi. Này gặp mưa mà mấy bữa nay nữa. Quá vậy. Vừa lạnh mà vừa kiến cắn nữa. Bỏ tay. Không cháy là không cháy luôn. Vậy là sau 2 ngày 2 đêm thì cái đối thủ của mình cũng đã bỏ cuộc rồi mọi người ơi. Mình đầu hàng nha mọi người. Thì trước giờ mình có đi sinh tồn thì mình cũng có một cái kênh YouTube là Thành Nhỏ Vlog á. Thì do kinh nghiệm của mình còn ít quá cho nên mình chưa có thắng nổi cái kênh lớn này nha mọi người. Mới vô nghề. Mình mới vô nghề thôi. Cho nên nhưng mà cơ hội thì vẫn có. Giờ mọi người cứ xem kênh mình nhiều vô thì sẽ học hỏi được những cái kinh nghiệm trên kênh mình thôi, hoặc những cái kênh khác. Rồi. Xem chưa đủ 180 phút rồi. Hôm nay mình quyết định mình đậu hàng ở đây nha mọi người. Do mình hết cố gắng nổi rồi. Mọi người xem kênh thì nhớ ủng hộ cho kênh của Vũ Trụ Vlog, với lại ủng hộ cho kênh của mình luôn nha. Bạn nào có xem sinh tồn thì ghé vào kênh của bạn này xem thử. Thấy hay thì đăng ký cho bạn ấy một cái đăng ký nha. Rồi bây giờ thì thắng rồi phải không? Thắng rồi phải thắng rồi mọi người ơi. Phần thưởng để mình nhận phần thưởng của mình nha. Đây. Anh ấy được hạng gì trong hai người chơi. Rồi cái phần thưởng này sao nó bự quá vậy? Để làm cái gì đây? Phần thưởng anh là đi lụm rác của cái đảo này và tiêu hủy nó. Rồi mình biết phần thưởng mình bự cỡ nào đó mọi người. Phần thưởng dành cho người thua cuộc nha. Rồi đây thôi. Đi lụm rác luôn nha. Thắng thì được 2 triệu mà thua cũng phải hình phạt chứ. Rồi không biết mọi người có thắc mắc là hôm nay cameraman theo mình để quay có ăn uống gì hay không ha, rồi ở đâu ha. Thì hôm nay mình có cấp cho mấy gói mì với một ít nước, với dựng một cái chòi để cho cameraman trú ẩn nha. Camera không có đi sinh tồn nha mọi người. Mà hôm nay không biết còn đồ ăn không? Còn đồ ăn không? Còn một gói. Rồi xong luôn. Giờ hàng nửa gói đi. Lấy cho ổng nhịn luôn hả? Ổng không gài, ổng ăn có sức rồi, nay cho ổng sinh tồn đi chứ. Hôm nay mình ăn áo không là không có đủ no rồi đó mọi người. Không gài, ổng đâu có sinh tồn, nay cho ổng sinh tồn. Thôi. Ăn mì xong rồi cho ổng sinh tồn với mình luôn. Xin ổng gói đó đi. Hai này mình chia. Cho hàng mình ăn cho có sức đi rồi mình ở đây thêm ngày 2 ngày nữa ha. Rồi. Ok. Giờ tụi mình sẽ đi leo lên cái ngọn núi này nha. Núi cao ghê, nhìn chút xíu là thấy tới đỉnh núi rồi. Thôi lên, tìm kho báu thôi. Giống như đứng nha mọi người. Kho báu phải tạc. Biết đâu sẽ kiếm được mấy ký vàng trên đây. Hôm nay mình sẽ khám phá cái hòn đảo này. Biết mấy ký vàng ha, mấy cục vàng á. Ồ, có dây leo luôn rồi mọi người. Thôi, có lấy nha. Đó, đu lên nha. Nắm dây leo đi lên. Đó, nắm dây leo đi lên. Này giống như thiên nhiên nó biết trước có người leo lên cái gì nè. Thận coi chừng ông. Này mà nay nó chạy á. Này nó bay ra. Ông thì thằng ai mới lo nha. càng kín lối đi vậy. Một tảng đá lớn luôn nè. Tảng đá này nãy giờ lạ nhất ở đây nè. Khi nào kho báo giấu ở đây không? Đào thử đi. Có cái hang bên kia kìa. Mình nhờ kiếm kiếm thôi. Ở kho báo phải tập giống đây á. À. Có to mà có con báo được không? Hay là kho báo nó nằm trong cái ổ mối này.
Cái này thấy kiếm vàng lại rồi nè. Mới phát hiện ra trái trái lạ hả? Đây, một cái cây có cái trái gì vàng vàng trên cây kìa. Mình quyết định trèo lên hái thử coi cái trái này ăn được hay không ha. Wow, trái cây này hơi lạ. Cái cây này cũng lạ, lá cây nó cũng lạ, giống lá sầu riêng. Thử coi trèo lên lạ hay không. Chưa không vậy? Cái cây này leo kiểu vừa hơi khó. Trên kia còn đoạn dài mà không có nha cành gì luôn. Có kiến vàng không nha? Có chừng kiến vàng á. Mình thấy trên kia có mấy cái trái nhỏ nhỏ màu vàng vàng luôn kìa mọi người. Wow, mà xa quá nhìn không rõ nó là trái gì. Một cái mà mấy chục cây giống vậy là thi cô thi leo cây luôn. Wow, có kiến vàng nha. Rồi, có kiến vàng ở trên mọi người ơi. Trèo lên miếng nữa coi. Đây, mình đã trèo lên trên cây được rồi nè mọi người. Và đây là cái trái của nó nè. Người nhìn cái lá nè, đây là cái trái nè. Không biết ăn được hay không ha. Để mình thử coi. Nhìn bên ngoài thấy nó màu vàng, ngửi hoài không có mùi thơm. Thử ở bên trong có ruột không nha. Ôi bên trong, bên trong nó màu đỏ két à. Đây nè mọi người, đỏ két à. Đây mọi người ơi, mời mọi người. Nó hơi ngọt ngọt, nó mùi giống mùi trái bưởi, nó hơi ngọt ngọt lợ lợ the the ta the the. Mình cảm thấy nó không ngon cho lắm. Để mình hai vài tái liền xuống cho mấy ông kia thử coi mấy ông ăn được không. Đây nè mọi người, nó chín nó bung cái hạt cái ra màu đỏ bên trong nè đó, nó tách cái vỏ nó ra luôn, nhìn rất là đẹp. Đây mình có hái xuống một dùm mà không biết trái gì. Đây, màu vàng rất là đẹp luôn. Ồ đây ghét quá chừng luôn. Tha hồ rồi đó. Rồi mình đã ra tới cái đầu của ngọn đảo luôn, của đầu phần đầu của đảo luôn rồi. Vậy là hết đảo rồi mọi người. Đảo này nhỏ xíu à. Đi một chút xíu là hết đảo rồi. Trên đảo thì không thấy có trái cây gì ăn được hết trơn á. Thôi giờ mình trở về cái chòi nè mọi người. Ở đây có một cái con suối nè mọi người. Người thấy nước từ trên chảy xuống đó. Ngọt không? Quá đã. Đã khác lắm mọi người. Nè, cảm ơn mọi người uống nè. Đó, này là nước mưa. Nước mưa. Nước mưa đậm trên suối nó chảy xuống nè. Trời mưa là ở trên hòn đảo này là tha hồ có nước ngọt luôn. Nước suối. Một nguồn suối nhỏ. Đó. Trong khe luôn chú bộ. Ừ, quá trời đã. Đã này không có sợ thiếu nước nha mọi người. Mà mùa mưa mới được. Mùa khô chắc cái này nó không có chảy đâu. Ở đây cũng sắp tới cái chòi của tụi mình rồi. Mà thôi sụp đá kia rồi đó. Này, 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 này. À, ở đây quá trời luôn. Đó, mọi người thấy không? Từ ở trên đá nó chảy xuống nha, từ trên đá lên cây rồi nó chảy xuống nha. Chảy xuống biển gọi ghèn. Ai nói trên đảo gần biển không có nước chảy xuống đâu. Đây, một dũng này bự luôn. Tắm được luôn á, tắm được. Ồ đã. Ngọt mát luôn á. Đây là cái trái dừa hôm bữa mình lụm được ở ngoài
bờ đá mọi người, do những cái hòn đảo khác có cây dừa nó rụng trái khô xuống nè, rồi nó trôi nổi vô đây cái nó lên cây nè. Nhưng mà ở ngoài mé đá thì nó chỉ lên cây được vậy thôi, nó đang sống nhờ cái chất dinh dưỡng ở trong cái trái dừa, nó không có hút rễ sâu xuống được tại toàn là đá không à. Hôm nay sinh tồn để dành, tính làm để dành thức ăn để thắng ổng, mà nay ổng thua rồi, nay cho ổng trồng luôn. Mình sẽ trồng cái dừa này khoảng 5 năm nữa tụi mình sẽ quay lại đây nha mọi người. Sao xuống nữa, sao xuống nữa là có trái ăn hả? Rồi hình phạt là lụm gác và trồng cây. Để đảo này thì không có cây dừa nào hết á, nhưng mà bây giờ mình sẽ trồng lên, hy vọng là vài năm sau nó sẽ phát triển tốt, vài năm sau mình ra đây mình sinh tồn, hy vọng là sẽ có trái dừa để mà hái ăn. Cái chắc khoảng 5 năm nữa là nó có trái nè mọi người. Ở mấy trong bờ này thì nó có đất nè, thì nó mới phát triển được, chứ mà những trái dừa mà trôi nổi nằm ngoài nó lên cây ngoài đó thì nó sớm muộn nó cũng chết à. Để vô trong đây vậy nè. Đây đất rất là tốt nha, có trùng nữa, có trùng nữa nè. Cái con trùng này thì nó làm cho nó xốp đất luôn. Ở trên đây có khoảng trống nè mọi người, cũng sẽ có ánh nắng cho nó phát triển. Rồi rất là đẹp, mưa xuống nữa là sống tốt luôn. Ok, để múc cho nó miếng nước ngọt thôi, nước mưa nó đọng lên nè mọi người, đụng được một gáo nước luôn đó, có lăng quăng trong này luôn nữa nè. Vậy là nó sống tốt rồi đó, đất ẩm rồi. Ok đẹp. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái hình phạt khi mình thua thử thách nha mọi người. Mình sẽ gom những cái rác ở đây nè, trên bãi biển này nè. Đó. Mình gom lại một chỗ mình đốt hết nha. Ở ngoài này rất là nhiều rác luôn. Cái đảo này nó cũng nhỏ nhưng mà rác nó nhiều lắm mọi người ơi. Chai nhiều dây rồi nó tấp lên đây nhiều lắm mọi người. Lụm hết thì chắc không hết nổi thôi. Là mình lụm một cái bãi nào đó thôi nha. Mình sẽ lụm một cái bãi nào đó thôi, lụm sạch một cái bãi nào đó thôi. Chứ mà để xương con mực. Xương con mực hả? Ừ. Rồi vô đây đốt luôn. Chứ mà để lụm hết nguyên cái đảo này chắc nhân lực cũng phải nhiều lắm, hoặc là phải ở đây cả tháng quá. Quá trời dép luôn mọi người, ai có thiếu dép ở đây nè. Ừ. Đây là dép bao la luôn. Ở đây có một cái khu rác nhiều nè mọi người, thì mình quyết định gom cái khu đằng đây nha. Dọn cái khu đằng đây cho nó sạch luôn. Thấy vậy chứ cũng nhiều lắm á. Chai lọ hũ là quá chừng luôn nè. Rồi có cả đôi ủng nữa. Quá chừng. Gom một cục lại mình đốt ha. Chỗ này nó cũng nằm xa cây cối rồi, cũng không có gần đâu. Quá chừng luôn, mới dọn tí xíu mà quá chừng gác luôn mọi người ơi. Nhiều lắm nha. Rồi, tụi mình xử lý tạm thời bằng cách phương pháp đốt thôi mọi người. Chứ không còn phương pháp nào khác ngoài phương pháp đốt hết.
những cái vụng nhỏ nhỏ này thì khó lượm lắm. Những cái phần mà gác to thì anh ấy đã lượm rồi. Giờ tụi mình sẽ ngồi đây canh lửa tới khi nào mà nó tắt thì tụi mình quay trở về nha. 2, 3. Ui, nóng hổi luôn. Học lục đã chín rồi. Đây là ăn thêm buổi tối của tụi mình nha. Bóc luôn đi. Nóng quá, ốc thì phải bóc chứ. Nóng quá, nóng quá. Nóng mà nóng. Nóng ăn mới ngon. Này, đây ăn nè. À da. Chậm vô. Buổi tối của mình thì chỉ có vậy thôi mọi người ơi. Ở đây chỉ bắt được ốc thôi, cá nhiều quá mà không bắt được con nào. Bắt được con nè. Sống quá đi vô luôn rồi. Hên là cũng có đồ ăn dự trữ. À, mọi người nha. Con này nó có nước bên trong luôn nè. Ngon đó. Sao nước nó đắng đắng ta? Nước chít nó kìa. Ây da, vậy mình ăn cái đầu thôi, mình không uống nước nữa nha. Đây. Wow. Bốc khói luôn mọi người ơi. Rồi, mời mọi người nha. Mới ra lò luôn. Trà lạnh ấm áp vậy mà có nồi ốc luộc như thế vô quá đã mọi người ơi. Ốc ngon không chứ bộ. Rồi mấy ốc này ngoài đảo mới có. À. Cái ruộng không có đâu. Rồi. Xin phép. Con này có gì nè? Gì ta? Con này con gì bắt luôn không biết con gì nữa. Đâu. Ừ, mở thử đi. Ngọc trái. Đúng quá. Ây da. Tôi sáng bắt được con này nhiều nè, tưởng cái gì không mà tôi bỏ hết. Nè nè, con này con gì không biết luôn. Mọi người biết comment cho mình con này con gì nha. Con hèo. Bán hèo không? Hèo lưới liềm. Tạm thời đặt nó tên vậy đi. Rồi ăn luôn đi. Thôi ăn đi. Ăn đi. Nhường đó. Tôi ăn cho. Thấy nó lạ mình không dám ăn luôn. Hai người đó nhường nhau. Đọc đi. Mình đó giờ mình chưa ăn. Chưa dám mình ăn. Mình thấy nó lạ mình không dám ăn. Sao? Ngon á. Chính bạn lã nhường sai rồi. Cảm ơn hai người nhường qua nhường lại nha. Thôi lên ăn luôn. Lên ăn. Rồi xin phép mọi người mình ăn tối nha. Mình ăn bếp mấy ngóc nữa nha mọi người. À. Sáng mình cuốn gói đi về mình quay cho mọi người coi. Để sáng mai chú lấy đồ ra đi. Hai ông làm gì bên cái trò của tôi vậy? Hôm nay mình đầu hàng mình được quyền lên đây ngủ rồi nha mọi người. Cái trò thiết kế cho một người ở sinh tồn thôi, hai ông leo lên luôn chứ. Này đêm cuối mà, đêm cuối mà. Này cái ông lửa ấm áp quá chứ gì. Ông này về bán cái trò cái ông ngủ đi ông ơi. Bên đây ấm hơn. Cái trò tôi đốt trò rồi. Rồi tối nay tụi mình ngủ trên đây nha mọi người. Ngủ chung cho nó ấm nha, cái trò mình cũng không, tuy là nó không có to lắm nhưng mà ngủ ba thằng cũng được không đến nổi. Cái này nó chịu tải được luôn ba người luôn nha. Trên có một cái cây dứa thôi mà ba người nằm không gãy luôn, ghê thiệt chứ. Đi đầu sáng nằm dưới đất hết. Thôi bây giờ tụi mình đi ngủ mọi người. Ngày mai tụi mình sẽ lên đường trở về sớm rồi. Đây là hòn đảo Kiến Vàng nha, của quần đảo Hải Tặc. Một hòn đảo rất là hoang sơ, rất là xinh đẹp luôn. Ở đây là một hòn đảo hoang á. Xung quanh cái hòn đảo này có rất là nhiều san hô. Mọi người có dịp hãy ra đây thử một ngày làm Robinson ở trên đảo đi. Ra đây sống trên đảo hoang rất là thú vị luôn á. Ra đây mà lặn biển đó. Tại cái mùa này nước biển nó không có được trong cho lắm á. Bởi vì mình quay san hô cũng không có được đẹp. Mọi người có dịp đi vào cái mùa nào nước trong á. Vài tháng nữa thôi là nước trong à. Ra đây cực kỳ đẹp luôn. Tụi mình đi ngủ nha mọi người. Rồi. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye mọi người. Sáng mai mình về sớm nha. Tàu đang tiến vào để tới đón tụi mình rời khỏi đất liền rồi mọi người ơi. Tụi mình đã ở trên đây được 3 ngày 3 đêm phải không? 4 ngày 4 đêm rồi. Tụi mình ở trên đây được 4 ngày luôn rồi. Bây giờ cũng đã tới lúc mà kết thúc clip. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip của mình. Hãy hay cho mình xin like đăng ký kênh nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Đã rước mình rồi mọi người ơi.